Đây là bộ dòng pin đứng 16V8 của thương hiệu Drama. Em sẽ giải thích cho mọi người là tại sao nó phải giảm và cái hay của nó là cái gì. Lý do mà họ giảm duy nhất đó là bán chậm, thế thôi. Chứ còn mấy ông cứ diễn giết nhiều và nó thế này thế kia đúng không? Đấy là văn vở rồi. Còn ngoài ra thì bên em cũng có một bộ combo nữa của Hukan, giá cực cũng khá là tốt. Xin chào cô chú anh chị trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo Hồ. Đấy thì video này sẽ lên cho mọi người một cái bộ combo giá cực kỳ tốt của thương hiệu Drama luôn. Con này nếu mà so với cả video cách đây khoảng 4 đến 5 tháng, nó giá nó rẻ hơn khoảng 300.000, là rẻ hơn là rẻ thực nhá, chứ không phải cái kiểu tăng giá rồi sau nó mới giảm đâu, và cũng không có gọi là bán bia kèm lạc đâu. Thì hai con này đó là dòng hệ 16,8V của Drama, và lý do mà họ giảm duy nhất đó là bán chậm, thế thôi. Chứ mấy ông cứ bảo là thế này thế kia trình bày nhiều đúng không, và họ cũng không có bán bia kèm lạc nhá. Đấy thì đây là bộ dòng pin đứng 16V8 của thương hiệu Drama. Em sẽ giải thích cho mọi người là tại sao nó phải giảm và cái hay của nó là cái gì. Đấy thì cái theo như bộ gốc của nó ấy, thì là con chuyên vít nó sẽ có hai pin một sạc và một cái túi vải này của Drama. Thì con này nó làm form từ hồi tháng 6 năm 2023 và bây giờ là tháng 11, thì nó chỉnh tốc như này, tốc 1, tốc 2 và tốc 3 đúng không? Thì bây giờ rất là nhiều các hãng họ đang làm cái tốc kiểu ở bên hông ấy, ví dụ như là con của Hukan này, chỉnh tốc bên hông này, hay là con EC130 của Hukan ấy là chỉnh tốc bên hông. Thì cảm giác như là con kia là lỗi thời, nhưng mà thực ra là cùng trong năm, mà năm nay các ông bốc hàng về nhiều quá, các ông gọi là lấy gái để diễn mà. Đấy cho nên là cảm giác như con này đang lỗi thời thì Drama họ phải bán xả ra. Đây, con này đây. Đấy, con này của Hukan này. Thì nó là bấm như này, thì thực ra là cũng là một cách thôi, chứ còn chả cái gì gọi là hay cả. Em thì em cũng phải, em đi phông bạc hàng Trung Quốc cả. Đấy, đây, đấy. Con này thì bấm như này thôi. Đấy, quả chả khác gì cả. Đấy thì con này đó là thương hiệu của Drama, giá lúc mà mới về là 980.000. Hầu hết các đơn vị khác cũng định giá như tầm như này. Thì sau đó rất là nhiều đơn vị họ bê nguyên con này này, rồi Mê 3 rồi đang gì gì hiệu đó Trung Quốc ba linh tinh ấy, toàn mang cái con này về rồi dán Trung Quốc thôi. Đấy, tức là họ lấy cái danh gọi là nội địa Trung Quốc đúng không? Đấy, nội địa thì nội địa phải hẳn như là Ping Nang và Đông Cư ấy, chứ còn nội địa các ông tự nghĩ ra một cái tên Trung Quốc mà mọi người không đọc được thì đấy không hẳn là nội địa. Đấy thì con này giá là 980 lúc mới về nhá, và bây giờ sau khoảng 3 tháng khi mà nó bán chậm rồi, nó ra để nó thu hồi tiền cuối năm, thu hồi vốn rồi, thì nó bán con này giá 830. Đấy, cảm giác anh chị thấy chưa, vẫn hấp dẫn lắm đúng không? Thì anh chị mua thêm một con máy quan như này. Đấy, tức là bộ này là hai máy, một máy, hai pin một sạc, thì giá chỉ có là 830 nhá. Và khi mọi người mua thêm cái con khoan như này, cùng màu, cùng chân pin, cùng hiệu, giá là 1.050.000. Và mọi người lấy 1050 trừ đi cái bộ này 830 thì con này tính ra nó chỉ có 220.000 thôi. Em có đăng cái bộ combo này trong một số cái video rồi, thì rất là nhiều anh chị muốn mua cái con này giá 220. Em xin lỗi luôn là không bao giờ có giá này cả, tại vì một con mà đầu nhựa của Drama nhá, dòng 16V Drama có hai con này, một con đầu nhựa và một con đầu sắt. Thì con đầu nhựa đấy thân máy nó đã 380 rồi, thì con đầu sắt này không có nghĩa gì mà nó thân máy nó lại dưới 380k. Đấy thì cho nên mọi người mua cái bản thân bộ chuyên vít này giá đã cực kỳ tốt rồi, mà lại mua được bộ này giá cực kỳ tốt nữa. Đây là em bán trực tiếp cho mọi người, không qua các sàn thương mại điện tử, cho nên em giảm giá tối ưu nhất cho mọi người có thể. Chứ còn hãng người ta vẫn quy định đấy, và em xin được vài deal, xin được vài deal thì vẫn còn cho anh chị để anh chị mua được giá 1050. Thế còn nhiều anh chị là bán qua các sàn thương mại điện tử ấy, đấy thì họ phải tính mất cái phí giao dịch của sàn, thì họ bán phải tối thiểu là 1.1 triệu. Thì tính ra mọi người mua cái này nhé, 220.000. Và nhiều anh chị đang muốn mua cái con này 220, em nói luôn là không bao có cả. Đấy, Drama đưa đủ cho em số lượng thân máy này, với số lượng dư của bộ chuyên vít này. Đấy, dư chuyên vít này là còn khoảng 20 bộ, thì họ đưa đủ 20 thân máy này để cho em ra hàng nốt, để thu tiền về thôi. Đấy, chứ còn mấy ông cứ diễn giết nhiều và nó thế này thế kia đúng không? Đấy là văn vở rồi. Thế còn có một cái nữa, Drama nhá, ví dụ nhá, con này là 980 đúng không? Thích Drama sẽ tặng cho anh chị một cái quạt, bảo là mua bộ này sẽ được tặng quạt đúng không? Thì tính ra là 980, các ông trừ thẳng với 830 thì là các ông bán được cái quạt giá 150 mà đúng không? Drama không bán bia kèm lạc. Thứ nhất là, thứ hai là hàng mà chậm giảm là giảm luôn, chứ không có kiểu là lại tặng tiếp, cho tính ra là bán được hai cái đâu. Tại vì giờ ở ngoài Bắc này là mùa đông rồi, mấy cái quạt này mà làm sao mà bán được đúng không? Bán rất chậm, cho nên là ông nào mà thích kiểu đấy là sẽ tặng cái kia và giữ nguyên giá rồi quảng cáo thế này thế kia đúng không? Nhưng mà bên Drama bán thật, nói thật cho nó nhanh. Đấy, con này thì thông số hàng Âu em nói chung rồi, chả có gì phải đọc cả, tại vì thông số hàng Âu em nó cũng ảo lắm. Đấy thì con này tốc của nó là thật này, không đến 3.000 là thật này. Đấy, em đo rồi, khoảng 3.200 vòng. Có video rồi nhá, có đường link em ghi vào phía dưới cách đây khoảng 4 tháng đấy. Và lực siết con này thì hơi xạo, 140 N, nhưng mà đo thực chắc rơi khoảng 120 thôi. 140 thì nó lại nhẹ, nó lại bằng con Đông Cưa đúng không? Không thể bằng Đông Cưa được. Đông Cưa này giá của nó là 1.4 triệu mà.
triệu tư con này nhá, là một máy hai pin một sạc ấy, trong khi mọi người mua có 1050 thôi là được hai con này, hai máy hai pin một sạc. Đấy, riêng cái con này này, bộ con này một máy hai pin một sạc đã là 1050 rồi, mà với cái giá 1050 đấy mọi người được thêm một con khoan mang danh đầu kẹp ấy, giá quá hấp dẫn luôn đúng không? Đấy, không có bán con này 220 đâu nhá, nhiều anh em phải lưu ý giúp em. Thế còn những cái hàng như này ấy, đông cưa cái bộ combo như thế ấy, giá của nó là 2.150.000, từ tháng 6 đến bây giờ chưa bao giờ nó giảm cả, tại vì hàng của nó hàng định giá không thể định giá thấp được nữa rồi, cũng không thể tặng được gì nữa rồi, chậm thì sẽ chậm nó không sao cả, hàng nó hàng chất lượng mà đấy. Thế còn ngoài ra thì bên em cũng có một bộ combo nữa của Hukan, giá cực cũng khá là tốt, đó là bộ Hukan 16.8V. đấy, lý do chậm là cũng bởi vì con này nó là nó không có chỉnh tốc, trong khi con này là chỉnh tốc ba cái trên này, này đấy, thế cho nên là Hukan họ cũng phải giảm giá, họ đưa cái thân này giá tốt đẩy ra giúp bên em. Thì con này là 6 giá là 700 đúng không? Hukan XC5, dòng khoan này là đầu 10 ly có độc kẹp có khóa trục này. Đấy. Mọi người lưu ý nhá, cái màu xám xi măng của Hukan con đấy là chưa có khóa trục đâu, cho nên là em sẽ không bán combo đấy. Bây giờ nó có khóa thì em sẽ làm. Đấy, thì con này là 700 này, và con này giá hiện tại giá lúc mới về cũng là 695 thì nó rơi tầm 1.4 triệu. Đấy, thì bây giờ Hukan giảm giá hết mức có thể. Đại lý giảm giá hết mức có thể. Thì là về 1.150.000. Lý do là gì? Lý do là hàng chậm. Các ông cứ nói nhiều, các ông cũng quảng cáo nhiều, hàng chậm thì phải giảm thôi, đúng không? Đấy, thì là con này là 1050 này, con này là 1150 này, tùy theo anh chị thôi. Về cơ bản thì nó không khác nhau nhiều đâu. Đấy, thì bây giờ sẽ đi test cho mọi người xem về cái bộ drama chuyên vít và khoan này nhá. Đấy, chuyên vít thì đương nhiên là vít tôn, vít sắt cái thứ là hợp lý nhất mà, đúng không? Đấy, cái hộp như này thì đơn giản lắm. Đấy, sắt dày hơn như này này, ví dụ như là sắt V này. Đấy, ở dưới là một lớp hộp nhé. Đấy, nếu mà làm sắt V nhiều ấy, tốt nhất là anh em chơi dòng 20V. Thế còn nếu mà làm ít ấy, mà muốn con nhỏ gọn thì chơi dòng 16, pin đứng đút túi quần được, mà thân này nó chỉ tầm 1 cân thôi. Đấy. Đấy, vít sắt thoải mái mà. Đấy, thì còn bây giờ test cho anh chị cái con khoan này. Con khoan này thì nó là đầu có khóa trục nhá mọi người nhá. Auto lock có khóa trục. Đấy, khoan gỗ, khoan sắt, đây là mấy cái lỗ này đa số là khoan con này này. Đấy, video hôm trước mấy cái con này đa số khoan này. Đấy. Đấy, tốc chậm thôi, mũi to quá thì tốc chậm thôi. Đấy. Đấy, anh em mà kiểu như làm nội thất ấy, toàn đa số là gỗ ép, gỗ mỏng, khoan bắt vít các thứ, cầm những hai con này rất là gọn luôn, lại có cái túi vải cái đút trong hộp túi rất là gợi đơn giản đúng không? Đấy, 1050 và 1150 nhá, anh em chọn combo nào cũng có nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.